hỏi: "Tại sao có người chưa gặp Hòa Thượng nhưng đã mơ thấy Ngài trước rồi? Phải chăng kiếp xưa họ có nhân duyên với Hòa Thượng, hay là Ngài chiếu hào quang khiến họ mộng thấy Ngài?" Đáp: "Tôi đâu có nhiều hào quang như thế, tôi cũng không có nhiều xăng dầu như thế đâu. Đó đều là do tiền nhân hậu quả, bởi vì người với người đều có nhân duyên với nhau. Vì duyên sâu dày nên các ảnh trần đó đều được ghi nhớ lại, và các duyên trước đó đều có thể hiện ra. Có nhiều người rất vui mừng khi gặp tôi, nhất là trẻ con. Tôi bảo chúng làm gì thì chúng đều làm theo. Lúc ở Đông Bắc, có một số thanh niên trẻ đâu có ai bảo chúng lại Phật. Nhưng khi thấy tôi thì chúng biết cúi đầu lễ Phật, cái chi cũng biết. Có người thấy tôi thì khóc, có người thấy tôi thì vui mừng vô kể. Khi tôi hỏi tại sao họ khóc, họ bảo họ giống như người bị thất lạc lâu lắm rồi, nên ở ngoài chịu đựng nhiều khổ sở. Khi thấy tôi thì giống như được trở về bên cạnh cha mẹ của mình, nên họ khóc cho một hồi mới hả hơi. Có rất nhiều tình cảnh không giống nhau, chẳng qua là tôi không muốn nói cho quý vị biết, vì nếu kể cho quý vị nghe, quý vị cũng sẽ khóc theo luôn."